Poodle Number One, trại chó Poodle số 1 Sài Gòn, hôm nay chia sẻ về những lưu ý khi huấn luyện chó Poodle. Cần phải huấn luyện Poodle ngay từ khi còn nhỏ để sớm hình thành những thói quen tốt cho chúng. Thời gian và cách thức huấn luyện cần được lên lịch bài bản và hợp lý. Tốt nhất là dạy chó vào buổi sáng hoặc chiều, duy trì khoảng 25 phút mỗi ngày. Dạy từ dễ đến khó, tránh để chó phải hoạt động quá sức. Khi ra lệnh huấn luyện phải ngắn gọn, rõ ràng, dứt khoát. Các bài tập nên giãn cách từ 25-30 giây để chó có thời gian nghe hiểu và thực hiện. Tránh dạy dồn dập và ra các lệnh quá khó làm chó không hiểu được. Thái độ huấn luyện cần cương quyết nhưng phải kiên nhẫn, không nên quát mắng hay làm chó sợ hãi. Mỗi lần chó hoàn thành bài tập, cần khen thưởng bằng đồ ăn hay vuốt ve chúng.